tai nạn liên hoàn, xe khách suýt rơi xuống cầu Trà Khúc. Xà lan tông lệch mố cầu sắt An Phú Đông ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 16 tháng 10, tại cầu Trà Khúc 2, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy, một xe kéo, xe tải và xe khách khiến 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 76U1-12070 xảy ra va chạm với xe kéo. Lúc này, xe tải có biển kiểm soát là 76C-07825 do tài xế Đặng Văn Tông, 40 tuổi, ngụ thành phố Quảng Ngãi, điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc va vào xe kéo. Tiếp đến, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 63B-00793 chưa rõ người điều khiển chạy theo hướng Bắc Nam va vào một xe máy khác. Sau đó tông gãy lan can cầu, hai bánh trước nằm ngoài lan can suýt rơi xuống sông. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhiều người có mặt trên chiếc xe khách hoảng loạn, 5 chiếc xe bị hư hỏng nặng. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Một xà lan lưu thông trên sông Vàm Thuật đã va trúng làm lệch mố cầu sắt An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 12 giờ ngày 16 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố xà lan tông lệch mố cầu sắt An Phú Đông nối tiếp quận 12 và quận Gò Vấp. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, một chiếc xà lan đang lưu thông trên sông Vàm Thuật va chạm với mố cầu sắt An Phú Đông, làm lệch một phần sắt xuống khoảng 0,5m so với mặt cầu. Ghi nhận của phóng viên báo giao thông tại hiện trường, cảnh sát giao thông, đại diện chủ đầu tư đã có mặt để xử lý sự cố. Trước đó, tháng 3 năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng cầu An Phú Đông. Cầu có kết cấu bằng thép, dài 238m, rộng 12,5m cho hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Đường dẫn hai bên cầu dài 1.166m, xây dựng hệ thống cống hộp có kích thước là 3x3m, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bê tông cốt thép dọc bờ sông Vàm Thuật. Cầu An Phú Đông khi hoàn thành có vai trò kết nối, tạo trục liên thông cho người dân quận 12 và quận Gò Vấp, thay thế cho phà An Phú Đông hiện hữu. Mố trụ cầu là một bộ phận quan trọng trong công trình cầu, có chức năng đỡ kết cấu nhịp, truyền các tải trọng thẳng đứng và ngang xuống đất nền. Mố cầu là bộ phận tiếp giáp giữa cầu và đường. Mố cầu còn có tác dụng như tường chắn đất ở nền đường đầu cầu để nền đường không bị lún sụt, xói lở,